Hôm nay tôi may mắn mà được đạt giải cao thì tôi cũng muốn trích một phần nhỏ ra để quyên góp vào quỹ trái tim cho em. Bởi vì là tôi thì bị tim bẩm sinh nhưng mà lớn lên rồi, có gia đình rồi tôi mới phát hiện ra. Và tôi rất là đồng cảm, rất là thương các em nhỏ đang bị các bệnh tim. Sau khi lắng nghe những tâm sự xúc động của người chơi Nguyễn Thị Trào, chương trình Giờ Thứ 9 Cộng cùng đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã có chuyến về thăm gia đình chị Trào và cùng chị thực hiện mong muốn tốt đẹp là chia sẻ với các em nhỏ bị tim bẩm sinh. Tôi kết hôn năm 2003. Đến 2006 thì tôi sinh cháu đầu tiên. Chồng tôi cũng mắc bệnh, nó là thoái hóa đốt sống lưng. Thì anh cũng không đi làm, đầu việc nặng, kinh tế gia đình thì khó khăn, mà tôi là lao động chính kiếm tiền để lo cho cả gia đình. Năm 2010 tôi đi khám thì phát hiện là mình bị căn bệnh tim bẩm sinh. Bác sĩ cũng rất là lo ngại, tại vì là suy tim giai đoạn cuối, nó đã chèn vào phổi rồi, tim rất là to. Bác sĩ cũng khuyên thật là chỉ có phẫu thuật mới chữa được cái căn bệnh của tôi. Lúc đó thì tôi thực sự là tuyệt vọng với lại hoàn cảnh của mình. Thời gian sau rồi sức khỏe cũng càng ngày càng yếu đi, bệnh nó nặng quá rồi không giấu được nữa, thì tôi cũng đành phải nói chuyện với chồng. Chồng tôi động viên thì cũng bảo là thôi, bằng mọi cách nào cũng phải là gom được đủ cái số tiền nó để cho tôi đi chữa bệnh. May mắn là được anh em trong hai bên nội ngoại giúp đỡ, cuối cùng thì cũng chồng tôi cũng gom đủ cái số tiền là hơn 40 triệu đồng để cho tôi chữa bệnh. Đến cuối cùng thì ca phẫu thuật của tôi rất là may mắn là đã thành công. Sau khi phẫu thuật thành công thì sức khỏe của tôi đi vào ổn định, thì tôi lại tiếp tục quay về với công việc của mình. Đợt vừa rồi thì rất là may mắn và vinh dự tôi lại được tham gia chương trình Giờ Thứ 9 Cộng. Giờ Thứ 9 đã tổ chức cho chúng tôi có một buổi rất là vui vẻ, giao lưu học hỏi, và đã tặng cho tôi một món quà, đó là 3 triệu đồng. Có cái món quà này thì tôi muốn gửi gắm một tí chút tình cảm tới lại quỹ Trái Tim Cho Em. Món quà nữa thì tôi muốn dành gửi tới chồng tôi, đã luôn động viên mà các con tôi là những cái động lực lớn nhất để cho tôi vượt qua những cái bệnh tật và những cái khó khăn.